Cansa mirada, nunca bombas. Vamos a bombas y bombas. Thank you.
pa' que quede a la đứng đó, đứng đứng ở đó. Đứng hàng ngang mày lấy được cái nhà luôn. Đúng không? Đứng đây chụp cái xong vô kia lấy cái. Ơi đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Vô. Chụp hình chụp hình. Đứng đây đứng cái vòng hết ra ngoài đi. Đứng ở giữa giống như cha xứ vậy. Không đứng một cái xong trong cấp cái hai cái. Cha cho đứng đây đi, cha cho đứng. Đứng cái vai trên vai, đứng vai trên vai đi. Đúng rồi, đứng như vậy. Cái gì? 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 Cái gì?
con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi. Từ bao năm qua, lời Ngài hằng luôn thiết tha. Với Ngài này con đây Chúa ơi, xin Ngài hãy sai con đi. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi. Trần gian hôm nay còn nhiều lầm than đắng cay, với Chúa vào đây tình yêu hiến trao mọi người, muôn ân phú cao vời Ngài ban như mưa tươi hồi. Trần gian nên thắm tươi, muôn người sống trong an vui. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi. Nguyện dân tương lai đường đời còn bao biến thay, trót đời truyền loan tin vui nước trời, để muôn dân khắp nơi trở thành chứng nhân tình trời. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho thời gian phơi màu hương sắc, xin đừng
trung thành giữ vững niềm tin. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dặm đường dài, khi lắng nghe chân thì trọn đời con luôn đi theo bước của Ngài. Đường về nơi cung thành là đây, chốn con tìm tựa nương khắp ngày. Nguồn tình yêu con nung nấu khi hồn con bước dang chân mong đừng đổi thay. Dù cuộc sống có nhiều cam go, theo Chúa con nào lắng lo gì. Này đời con tay Ngài đưa lối, bên Ngài yên lòng không hay sợ chi. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đề tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dặm đường dài, khi lắng lo giữa chân tay, thì trọn đời con luôn đi theo bước của Ngài. Nghe biển mối đầy luôn, ít nhiều năm đây là chuyên giáo này đột. Một đời con theo Chúa chẳng ngại chi, dẫu có phải dầm mưa nắng đổ. Chọn tình yêu làm hành trang cuộc đời con, hiến thân vì muôn ngàn tội nhân. Dù bao tố thét gào quanh con, xin cứ rồi chưa hay không chưa thì không biết, nhưng mà camera có quay thì nó hơi bị chưa bên đây bị đẻ nha, bị đẻ nha, bên này bị máu nè, bên này bị máu. Về mẹ nói tao ta đã bảo mày đừng có le, mày cứ hít phù mày le là đúng rồi. Không phải đi, bây giờ mai đi về tự nhiên đi vô nhà cưng cái mẹ mày kêu mày bị gì á con, hít phù le chứ cái thằng này nó đi về mà tao thằng này đi về nó bị cái gì á. Nắm tay nhau, cái tình yêu đáng yêu. Rồi. Hết hộp bánh đúc chưa? Bây giờ vòng tròn không ra. Vòng tròn không ra.
Rồi, vừa vừa thôi. Tay trên vai bạn mình. Tay trên vai đúng rồi, tay trên vai bạn mình. Tới không? Mình lựa người. Mình lựa người. Rồi, bây giờ. Thế này. Audio là sóng biển. Rì rào. Được chưa? Alo. Sóng vỗ là hộp vịt lộn con lộn mà. Như trái trước phải sau rồi chưa? Rồi. Sóng vỗ. Rì rào. Sóng biển. Nhấp nhô. Này nhé cho ngày mai ai mà không chơi tối nay ngày mai bình luận rồi chưa? Ngày mai không chơi những trò này nhưng mà nó cấp độ khác chút xíu. Như kiểu mì cay mà nhiều cấp á vậy. Rồi. Biết luôn hả? Rồi. Sóng biển. Sóng vỗ. Nhấp nhô. Nó bị sai rồi. Sóng vỗ là ở ngoài đây ai là người viết thư hay nhất, ai văn hai chữ tốt nhất, nghĩa à, có chung nghĩa, bây giờ chúng sẽ minh họa thế này. Trong bài thơ chúng ta sẽ có một số dấu câu như sau. Đúng rồi, chấm là dễ nhất đúng không? Chấm là dễ nhất. Chấm hỏi là chấm này được chưa? Được chưa? Chấm thang là kéo xuống là một chấm nè. Được chưa? Mà 3-4 chấm là chấm. Được chưa? Chị Hai, phải á. Cái lùm nó có sầu riêng để dưới. Được chưa? Rõ chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ ví dụ là các mình ôn cho câu trước đi, mình viết thơ này. Rồi. Nhấc mông lên. Nào. Đó, bắt đầu. Chấm. Dỡ lên chấm xong dỡ liền, không được bỏ nữa rồi. 3 chấm. À đúng rồi. Bây giờ chấm thang nè, kéo xuống chấm rồi kéo 1 chấm nè, rồi chưa? Kéo thẳng xuống là 1 chấm rồi. Nghĩa là chấm phải. Hai tay hai cái này đi đâu rồi thôi. Chấm phải. Rồi. Dấu chấm hỏi. Đúng rồi. Em hỏi là hơn cái phải là cái dấu chấm đó. Đó thì ra rồi. Bây giờ cũng mời chú Nghĩa viết cho con một cái đoạn thư theo ý muốn của chú. Yep. Sử dụng các dấu câu chấm phẩy chấm hỏi chấm than và 3 chấm. Ủa xong rồi hả? Thay đồ xong rồi. Thế là một câu chuyện cho người yêu hay gì đó rồi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng lòng tự cho hạnh phúc. Là sao? Không, tập thơ. Hôm nay chấm tôi đi chơi đâu đó xong rồi chấm rồi dễ thôi đây bắt đầu nè. Bắt đầu nè. Anh yêu thương nhớ chấm anh ở nhà có khỏe không chấm hỏi anh chưa dễ thương đúng không vô cùng. Anh đã đi ngủ chưa chấm hỏi đúng không? Cô hàng xóm cũng khỏe chứ chấm hỏi đó đúng không? Hỏi đi em ở đây khổ lắm em ở đây chơi vui lắm 3 cái chấm than cảm xúc phấn khởi mà đúng không? Em bực mình cái ông quản trò chấm luôn. Rồi, mời cô đi tiếp, cô đi tiếp. Ôi, mặt nhau quá không chú ơi. Mai về á, xong rồi quay gương á, sao áo đen nhỉ? Chị đi ngồi. Người ta quản trò mà. Sáng mai hả? Cha vậy hả? Là mét cha. Em tin hai chồng sẽ lên ngủ rồi. Chồng khi đã lên đi ngủ rồi hả? Rồi bây giờ thôi. Thổi đi.
Các giáo sư đã đến với giáo sư Phúc An hôm nay gồm có 10 giáo sư Hà Nội, Sài Gòn gồm có đến 30 người. Và tiếp tục xin mời Vinh đoàn giáo dân Đa Minh Tân Bắc Hồ Nai. Xin mời Vinh đoàn giáo dân Đa Minh. Xin mời Vinh đoàn giáo dân Đa Minh lên chụp hình lưu niệm với cha quản sư giáo sư Phước An. Tiếp tục xin mời sứ Du Xe Biên Hòa Xuân Lộc. Xin cảm ơn những tâm tình của huynh đoàn giáo dân Nam Minh đã đại diện cho quý khách du lịch ngày đây, đã nói lên những lời tâm tình với giáo sư Phước An cũng như món quà đặc biệt dành cho cha quản sứ giáo sư Phước An. Để mở đầu buổi giao lưu, xin trân trọng giới thiệu đến quý vị sau đây giọng hát của Châu Minh, em của cha quản sứ, sẽ gửi tặng quý vị bài hát mang tựa đề Để Xóm Cuốn Đi. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Châu Minh xin chào tất cả quý khách, cầu chúc quý khách một ngày du lịch thật có đầy ý nghĩa. Xin Thiên Chúa và Chúa Hồi Ba
nhạc có 1 phút rồi. Thank you.
tôi yêu em. Bài hát Cho Tôi Xin, Xin Cho Tôi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do giáo sứ Thánh Giuse thể hiện. Xin khép lại chương trình giao lưu tối hôm nay với quý khách du lịch tại giáo sư Phước An. Kính chúc 160 khách du lịch đêm nay được ngủ ngon và sáng mai tham dự thanh lễ thật sốt sắng. Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Thank you.
vamos.
chúng nó sắp nhảy này, nhảy lên nhảy lên này thì phải lên 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 nhảy thì phải không? Ôi trời ơi, rồi chúng nó nhảy này. Ôi trời ơi, tôi nhảy giữa tận khu vực này, thằng mà áo trắng của tôi nó nhảy nhảy đúng không? Ôi trời ơi, cái bụng về nó nhảy giữa ta này, uống nước này. Ơi, gió thổi, gió thổi. Thổi mọi người, tay trên vai. Tay trên vai. Bây giờ chúng ta đã tới biển rồi đúng không? Hôm nay chơi là nhát thôi, hôm nay mới là thính thức, được chưa? Ơi, sóng biển, sóng biển. Oh, my God.
về chủ nghĩa cảm thấy trong đây nó yếu nhất thì vô được đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Giáo sứ là gì? Giáo sứ Phước An. Phước An. Rồi. Buổi trưa bây giờ 11 giờ. Đã về tới giáo sứ Phước An rồi. Giờ vô ăn cơm trưa. Sau đó sẽ đi lên ra về xong rồi lên Đức Mẹ Tà Bao. Come on. Giáo sứ Phước An này là thành lập ra đón đoàn hành hương. Oh,
Thank you. Thank you. Thank you very much. Để cho chúng con sống với nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Hết rồi, rồi thôi. Đơn giản ngắn gọn. Con xin tạ ơn, ta khen Chúa mến yêu nhân trần ngàn đời, kính chúc vua một lần. Tình yêu Chúa nào khiến chi bao lên, Chúa muôn đời là Chúa trong vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang sao trên chi đời người. Vì tình Chúa đã thiết chứa trong trái tim mẹ hiền, luôn chiều mến mai cứu giúp chưa trên linh cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ mẹ, ngàn phúc âu vẫn nhờ mẹ, nhờ mẹ Chúa cho đời ta. Chúng con xin tạ ơn Chúa quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi bao đêm. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang sao chiến chi đời đời. Chuyện này, chuyện này. Không ai đến được với cha mà không qua thầy. Thầy ơi, thầy chúng thầy ơi, thôi thì tất cả mọi chuyện vui buồn sướng khổ có nhau cho đến giờ này chưa có bye bye, nhưng mà xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn, thành phố xin cảm ơn, thầy ba hoan hô chung mình một cái, hoan hô chung mình nào, chung mình hoan hô nào, chung mình hoan hô nào, ta hoan hô. Cái hoan hô cái cuối cùng là thầy tưởng là chó gì mà chó mới
sao soi đường dẫn lối về với Giêsu đấng con trong đời, về với Giêsu đấng con tôn thờ. Này mẹ mến yêu của con. Thôi mẹ từ ánh sao soi đường dẫn lối về với Giêsu đấng con trong đời, về với Giêsu đấng con tôn thờ. Này mẹ mến yêu của con. Hỡi mẹ từ ái, mẹ như ánh sao soi đường dẫn lối về với Giêsu đấng con trong đời, về với Giêsu đấng con tôn thờ. Ave Maria, mẹ xinh đẹp tuyệt vời. Tội nguyện không vương nhờ, rạng người trắng đêm thu. Maria mân côi, kính dâng mẹ lời chào. Tiếng yêu thật ngọt ngào, tựa trái tim của trẻ thơ. Xuân tinh khôi, Maria mân côi, kính dâng mẹ lời chào. Tiếng yêu thật ngọt ngào, tựa trái tim của trẻ thơ. Mẹ mến yêu của con. Hỡi mẹ từ ái, mẹ như ánh sao soi đường dẫn lối về với Giêsu đấng con trong đời, chiều thiên đáp lá về với Giêsu đấng con tôn thờ. Về với Giêsu đấng con trong đời, chiều thiên đáp lá về với Giêsu đấng con tôn thờ. Về với Giêsu đấng con trong đời, chiều thiên đáp lá về với Giêsu đấng con tôn thờ. Về với Giêsu đấng con trong đời, chiều thiên đáp lá.
khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chi. Ơn Amen. Chết đi cha và con và thánh thần. Nhập gì nhỉ? Mẹ 16 tuổi, con gọi Đức Mẹ 16 tuổi. Và con gọi Đức Mẹ Hiệp gì đó. Giờ phái đoàn lên đường. Go to Biên Hòa City. Ok. Đường xuống kinh khủng đó.